vì sao phải thu hồi triệt để tài sản tham nhũng thì chống tham nhũng mới thành công. Truyền thông nhà nước đưa tin, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Lê Đức Thọ, cựu bí thư tỉnh ủy Bến Tre với các tội lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng với người khác để trục lợi và tội nhận hối lộ. Đây được đánh giá là một điểm sáng, đồng thời cũng là sự khác biệt cơ bản trong chính sách chống tham nhũng tiêu cực giữa Tổng bí thư Tô Lâm và người tiền nhiệm là ông Nguyễn Phú Trọng. Chống tham nhũng theo kiểu Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng là dựa theo quy định các lãnh đạo từ cấp ủy viên trung ương trở lên, nếu dính đến việc tham nhũng và bị phát hiện, sẽ được phép chủ động làm đơn xin thôi chức, nộp lại 2/3 tài sản tham nhũng thì sẽ được miễn xử lý hình sự và chỉ bị xử lý hành chính hay kỷ luật trong nội bộ của đảng. Đúng ra, ông Trọng phải chỉ đạo, phải xử lý đúng pháp luật, thậm chí phải truy tố hình sự và tịch thu tài sản để sung công, nhưng ông Trọng lại dùng phương châm đánh kẻ chạy đi, không đánh kẻ chạy lại, hay chúng ta chẳng sung sướng gì khi kỷ luật đồng chí của mình. Thậm chí, chủ trương này còn được Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cho nghị quyết hóa bằng chỉ thị số 20TB-BCT vào ngày 8 tháng 9 năm 2022 để áp dụng rộng rãi trong nội bộ đảng. Trên mạng xã hội có nhiều ý kiến cho rằng chủ trương trên thực chất là chính sách khuyến khích lãnh đạo tham nhũng, ăn cắp của công từ tiền thuế của người dân. Việc cựu bí thư Bến Tre Lê Đức Thọ chỉ riêng trong vụ án Xuyên Việt Huê đã nhận hối lộ lên tới 600.000 đô la và nhiều tài sản đắt tiền khác trong hơn 4 năm từ khi làm chủ tịch hội đồng quản trị của ngân hàng Vietinbank và bí thư tỉnh ủy Bến Tre. Ông Thọ đã nhiều lần nhận hối lộ, nhận quà từ bị can Mai Thị Hồng Hạnh. Riêng trong thời gian ông Thọ giữ chức bí thư Bến Tre, bị can Mai Thị Hồng Hạnh đã biếu cho bí thư Thọ 200.000 đô, 300 triệu đồng, một xe ô tô Mercedes S450 và gần 7 tỷ đồng, cũng như đồng hồ Patek Philippe và bộ gậy golf mạ vàng đắt tiền. Đổi lại, ông Thọ và các cán bộ ở Bộ Công Thương đã tạo điều kiện cho Xuyên Việt Huê gây thất thoát tới 1.463 tỷ đồng, là tài sản nhà nước và cũng là tài sản của nhân dân. Cùng vụ với bí thư Lê Đức Thọ, còn có hàng loạt các lãnh đạo khác như Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải nhận 50.000 đô, vụ trưởng Trần Duy Đông nhận 250.000 đô, vụ phó Nguyễn Ngọc Lộc Anh nhận hối lộ 4 lần, tổng cộng 921 triệu đồng, từ bị can Mai Thị Hồng Hạnh, bà chủ của Xuyên Việt Huê. Kết luận điều tra còn cho biết, khi công an khám xét nhà ông Lê Đức Thọ đã tạm thu giữ tới 97 miếng kim loại màu vàng, nghi là vàng, và đang cho kiểm định, 134 sổ tiết kiệm tại các ngân hàng, 4 sổ đỏ, 1 xe Mercedes-Benz, 3 bộ gậy côn hiệu Homna, 10 đồng hồ đeo tay đắt tiền Patek Philippe có những chiếc giá trị gần 10 tỷ đồng, cùng một số tài sản trị giá khác. Ngoài ra, vẫn theo kết luận điều tra, còn nhiều tài sản khác có giá trị rất lớn, nhưng cơ quan điều tra xác định không đủ cơ sở xem xét trách nhiệm hình sự đối với ông Lê Đức Thọ. Công luận đặt ra về việc kê khai tài sản của bí thư Lê Đức Thọ đã được tiến hành như thế nào mà để sót nhiều tài sản đắt tiền đến như vậy. Theo giới thạo tin, bí thư Lê Đức Thọ bị xử lý kỷ luật vì các đồng chí của mình cáo giác có số dư hơn 3.000 tỷ đồng trong các tài khoản ngân hàng và không giải trình cho được. Đó là chưa kể đến số cổ phần hay trái phiếu trị giá khoảng hơn 1.000 tỷ đồng nữa. Mục tiêu cao nhất của việc chống tham nhũng là thu hồi triệt để tài sản tham nhũng, hối lộ của các quan chức, thì chống tham nhũng mới thực sự thành công. Đồng thời, việc xử lý tội phạm nhận hối lộ, tham nhũng cũng phải là theo quy định của pháp luật. Vì sao nhân sự tân chủ tịch nước là một trong ba nội dung trọng tâm của Hội nghị Trung ương 10? Vào ngày 18 tháng 9, Hội nghị Trung ương 10 khóa 13 sẽ diễn ra sớm hơn thông lệ so với thời gian ngắn hơn dự kiến. Một trong ba nội dung quan trọng của Hội nghị lần này là công tác nhân sự. Đáng chú ý, Trung ương Đảng lẽ ra sẽ giới thiệu chức danh chủ tịch nước để kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15 phê chuẩn. Ngay sau khi kỳ họp bất thường lần thứ 8 của Quốc hội khóa 15 kết thúc, Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường đã đưa ra thông báo Quốc hội sẽ bầu lại chức danh chủ tịch nước tại kỳ họp Quốc hội vào tháng 10 tới đây. Ông Tô Lâm hiện nay đang giữ hai chức vụ Tổng Bí thư và Chủ tịch nước. Như vậy, việc Quốc hội sẽ bầu lại nhân sự chủ tịch nước cho thấy hệ thống chính trị của Việt Nam sẽ quay trở lại với bộ tứ quyền lực hàng đầu với tên gọi là tứ trụ như trước đây. Điều đó cũng đồng nghĩa với sự thất bại của ông Tô Lâm cũng như phe cánh trong nỗ lực kiểm soát toàn diện bộ máy Đảng, nhà nước, chính phủ cũng như Quốc hội. Việc phải bàn giao lại chức vụ chủ tịch nước là điều mà ông Tô Lâm dường như hoàn toàn không muốn. Một lần nữa, chức danh chủ tịch nước Việt Nam lại là chiếc ghế nóng có rớp, chưa ngồi nóng ghế đã sớm gãy là điều có thật.
trong vòng chưa đầy 2 năm đã có hai chủ tịch nước phải ra đi. Đây là điều vô tiền khoáng hậu trong lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam. Việc Tổng Bí thư Tô Lâm không tiếp tục kiêm nhiệm chức chủ tịch nước như tính toán ban đầu, đây là vấn đề đã từng có tiền lệ. Cuối năm 2018, sau khi chủ tịch nước Trần Đại Quang qua đời, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phải kiêm nhiệm ghế chủ tịch nước theo mô hình nhất thể hóa hai chức danh lãnh đạo Đảng và Nhà nước của Trung Quốc. Nhưng ông Tô Lâm khi còn là Bộ trưởng Bộ Công an đã rốt ráo thâu tóm quyền lực trong bộ máy Đảng cũng như bộ máy Nhà nước thông qua việc loại bỏ các đối thủ đã là ứng viên tiềm năng cho chiếc ghế Tổng Bí thư, bất kể là các nhân sự được cố Tổng Bí thư tín nhiệm hay không, hay đe dọa bắt bớ các lãnh đạo cấp ủy viên Trung ương Đảng có thái độ không đồng tình. Điều đó đã khiến cho đông đảo tập thể Bộ Chính trị và Ban Bí thư càng có nỗ lực đòi hỏi phải duy trì nguyên tắc phân quyền trong tổ chức. Lý do là tránh để tập trung quyền lực quá lớn vào một cá nhân ông Tô Lâm, từ đó sẽ dẫn đến tình trạng độc đoán, độc tài trong Đảng, trái với tinh thần tập thể lãnh đạo. Vậy ai sẽ là người thay ông Tô Lâm trên cương vị chủ tịch nước này? Theo giới phân tích đánh giá, Đại tướng Lương Cường là ứng viên nặng ký nhất cho vị trí này. Đồng thời, vị trí này sẽ là bước đệm để ông Lương Cường đua nhau tranh chức Tổng Bí thư với ông Tô Lâm tại Đại hội Đảng lần thứ 14. Đáng chú ý, Đại tướng Lương Cường, thường trực Ban Bí thư dù không còn phục vụ trong quân đội, nhưng vẫn được đánh giá là người đại diện cho lợi ích của phe quân đội trong Bộ Chính trị. Cụ thể, thành viên Bộ Chính trị hiện nay 15 ủy viên, trong đó có 6 nhân sự xuất thân từ công an, trong khi chỉ có 3 ủy viên xuất thân từ quân đội. Đây là điều đã khiến cho một bộ phận chiếm số đông trong giới chức tướng lĩnh quân đội hết sức không đồng lòng. Đây là giải pháp rút củi đáy nồi nhằm giải tỏa dư luận về sự lấn lướt quyền lực của ông Tô Lâm đã phá vỡ sự cân bằng quyền lực giữa công an và quân đội. Tuy nhiên, có nhiều ý kiến cho rằng phe quân đội có thể châm trước hay bỏ qua khi Tổng Bí thư Tô Lâm chịu lùi bước. Nhưng bà lãnh đạo Bắc Kinh chắc chắn sẽ không buông tha những kẻ cứng đầu như Tô Lâm. Phe quân đội lại rung cây vụ Xuân Cầu. Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ phản ứng ra sao đây? Câu chuyện về tập đoàn Xuân Cầu của ông Tô Dũng chính là em trai của ông Tô Lâm nổi lên vào tháng 7 năm 2024. Nhưng sau khi ông Tô Lâm được Ban chấp hành Trung ương suy tồn, trở thành Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước, dư luận về tập đoàn Xuân Cầu cũng đã biến mất. Báo Chính phủ vào ngày 18 tháng 9 đưa tin đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án, vụ việc Thường vụ Quân ủy Trung ương theo dõi, chỉ đạo. Bản tin cho biết đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của quân đội. Trong bối cảnh Hội nghị Trung ương 10 khóa 13 khai mạc sớm trước thời hạn để giải quyết các mâu thuẫn trầm trọng giữa các phe công an của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm với giới chức tướng lĩnh quân đội hàng đầu. Nguyên nhân sâu xa được cho là sự lấn lướt quyền lực quá mức của ông Tô Lâm đã phá vỡ tính cân bằng quyền lực giữa công an và quân đội. Lâu nay công luận thấy rằng lực lượng tướng lĩnh quân đội là đối trọng duy nhất có thể kiềm chế và điều chỉnh quyền lực của ông Tô Lâm. Trong khi đó, phe quân đội cho rằng theo quy định của điều lệ Đảng, người thay thế cho cố Tổng Bí thư điều hành Đảng tạm thời phải là thường trực Ban Bí thư, nghĩa là về danh chính ngôn thuận, người thay thế tạm thời quyền Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phải là Đại tướng Lương Cường, thường trực Ban Bí thư, chứ không phải ông Tô Lâm. Việc ông Tô Lâm tự cho mình có quyền thay thế Tổng Bí thư tạm thời đã tạo nên một sự bất hòa lớn trong nội bộ của Đảng, đặc biệt là đối với giới chức tướng lĩnh quân đội. Việc ông Tô Lâm cố ý làm tắt như vậy để giành quyền là người giới thiệu nhân sự Tổng Bí thư tại Hội nghị Trung ương Đảng kế tiếp, cũng như nhân sự Tổng Bí thư cho Đại hội Đảng lần thứ 14 sắp tới. Ngoài ra, ông Tô Lâm cũng bị đánh giá là một lãnh đạo không đủ tư cách, phẩm chất và đạo đức để có thể giữ cương vị Tổng Bí thư, vẫn là vấn đề khó khăn và thách thức nhất. Chắc chắn Thường trực Ban Bí thư Lương Cường sẽ triệt để khai thác và tiếp tục châm ngòi để kích động sự phản đối mạnh mẽ hơn nữa trong giới chức lãnh đạo quân đội. Vụ phe quân đội cáo giác là Đại học Fulbright Việt Nam đã lên kế hoạch chuẩn bị cho việc làm cách mạng màu, được cho là nằm trong kế hoạch vừa kể trên. Mới nhất vào ngày 17 tháng 9, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, chủ nhiệm Tổng cục Chính trị đã chỉ đạo đẩy mạnh tiến độ điều tra các vụ án do Thường vụ Quân ủy Trung ương trực tiếp chỉ đạo theo dõi. Điều này liệu có liên quan gì đến việc mở đường để chuẩn bị điều tra tập đoàn Xuân Cầu của ông Tô Dũng là em trai của Chủ tịch nước và Tổng Bí thư Tô Lâm hay không? Trước đây có nhiều tin đồn cho rằng lãnh đạo Bộ Quốc phòng gây sức ép để cơ quan điều tra hình sự quân đội lật lại hồ sơ thanh tra tập đoàn Xuân Cầu Holding của em trai ông Tô Lâm.
tập đoàn này đã liên doanh với công ty Cityland, một sân sau của các tướng lĩnh quân đội, để chiếm và sử dụng hàng chục hecta quỹ đất vàng tại khu vực Đài Phát Thanh Mễ Trì ở trung tâm thủ đô Hà Nội nhằm trục lợi và làm giàu bất chính. Từ trước đến nay, ông Tô Lâm đã nhiều lần giúp đỡ cho tập đoàn Xuân Cầu Hộ Đình có giá trị tài sản đến hàng chục tỷ đô la của em trai Tô Dũng. Liệu phe tướng lĩnh quân đội có sử dụng đòn đánh cuối cùng vào cái gọi là tử huyệt để hạ gục Tổng Bí thư Tô Lâm trong thời gian sắp tới hay không? Hay vào thời điểm các hội nghị trung ương cuối cùng của đại hội lần thứ 13, khi bàn về chủ đề nhân sự chủ chốt cho đại hội đảng lần thứ 14. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin phe quân đội lại rung cây của Xuân Cầu, Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ phản ứng ra sao đây? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.